Tính năng hẹn hò trên Facebook Việt Nam có gì đặc biệt? Facebook Dating là một tính năng riêng biệt trong ứng dụng Facebook, giúp người dùng chủ động kiểm soát những trải nghiệm của họ. Người dùng có thể kết đôi, mét, với những người có cùng sở thích và mối quan tâm. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng gặp gỡ và trò chuyện với những người có cùng sở thích theo một cách an toàn và trong tầm kiểm soát. Facebook kỳ vọng tính năng này sẽ giúp cho hơn 200 triệu người dùng đang đặt trạng thái độc thân trên Facebook có thể kết nối mọi người nếu họ muốn phát triển những mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Một số đặc điểm chính của Facebook Dating như hoạt động hẹn hò sẽ không được chia sẻ trên hồ sơ cá nhân, kết nối dựa trên điểm chung thông qua gợi ý kết đôi dựa trên sở thích và hoạt động trên Facebook, chỉ những người được gợi ý kết đôi với nhau mới có thể nhìn thấy hồ sơ hẹn hò của đối phương, người dùng có thể lựa chọn để tìm xem những người khác cũng đang sử dụng tính năng hẹn hò phù hợp với mong muốn của mình trong các sự kiện và nhóm, người dùng có khả năng thêm hoặc ẩn bạn của bạn bè của mình trong danh sách gợi ý kết đôi, hoặc cũng có thể báo cáo hoặc chặn người khác khiến họ cảm thấy khó chịu để sử dụng tính năng này người dùng phải tải về phiên bản mới nhất của ứng dụng facebook vào phần menu lựa chọn dấu hiệu hình trái tim có màu hồng và tím có chữ facebook dating trên hẹn hò sau đó tạo một hồ sơ khác với hồ sơ chính trên facebook người dùng sẽ được gợi ý những người cùng tham gia dựa trên sở thích và hoạt động trên facebook người dùng có thể lựa chọn hoặc bỏ qua những hồ sơ được gợi ý nhắn tin trò chuyện trực tiếp với những hồ sơ được lựa chọn ngay trên facebook dating